không bệnh thành có bệnh. Các bác sĩ nói là nếu mà không điều trị thì vô sinh và tử vong, và yêu cầu tôi là đóng 30 triệu đồng là điều trị trong vòng 1 tuần 7 ngày, đó là lộ trình 1. Vẽ ra nhiều thủ thuật để hù dọa bệnh nhân. Thủ thuật là làm liên tục luôn, là cắt bao quy đầu này, đốt sùi màu gà này, chỉ nhận dây hãm dương vật, triệt tiêu dây thần kinh dương vật. Nỗi lo mất an toàn từ chính người trong cuộc. Thực ra cái tiền nó cũng mệt lắm. Chú rất lo về cái chuyện mất an toàn. Tuy rằng là mình nhắc nhở liên tục đấy là vấn đề an toàn, nhưng mà rất sợ. Những phòng khám tư nhân có yếu tố người nước ngoài đang dở chiêu trò gì để lôi kéo moi tiền bệnh nhân? Vâng, thưa quý vị, không thể phủ nhận là dịch vụ y tế tư nhân nói chung và các phòng khám tư nói riêng đang góp phần giảm tải rất nhiều sức ép cho các bệnh viện công. Tuy nhiên, đằng sau những tấm biển hiệu to đẹp, đằng sau cơ sở khang trang, không phải lúc nào cũng là nơi mà người bệnh có thể đặt trọn vẹn niềm tin của mình. Những góc khuất tại một số phòng khám tư nhân tại Hà Nội sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần tiêu điểm của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong phần tiêu điểm ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một trong những phóng viên đã trực tiếp thâm nhập, trực tiếp có những bài điều tra này. Và vì lý do an toàn của chính người phóng viên ấy thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ đến với phần chia sẻ giấu mặt của anh. Vâng, xin được chào anh. Cảm ơn anh đã đến với trường quay ngày hôm nay. Thưa anh, tôi được biết là trước đây thì anh cũng đã từng có một loạt bài điều tra bóc trần những sai phạm tại một số phòng khám tư. Tức là chủ đề này với anh nó không mới. Vậy tại sao lần này anh lại quyết tâm là đi sâu một lần nữa? Vâng, lý do thì cũng đơn giản thôi. Trong một vài tháng gần đây thì chúng tôi liên tục nhận được những cái lá đơn cũng như những cuộc gọi điện cầu cứu của một số cái nạn nhân đến đường dây nóng của chương trình Chuyển động 24 giờ. Và phần lớn trong số họ thì bị mất rất là nhiều tiền và chịu nhiều đau đớn về thể xác, thậm chí bệnh còn không thể khỏi được. Và rất nhiều người khi bước chân ra khỏi phòng khám đó thì cảm thấy hoang mang và sợ hãi đến tột độ. Và bởi vì bình thường thì họ không có bệnh gì. Nhưng mà sau khi thăm khám tại phòng khám đó thì lại mang rất là nhiều những căn bệnh xã hội nguy hiểm. Như câu chuyện xảy ra tại phòng khám Quốc Đô ở số 77 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Câu nói của một vị bác sĩ ở phòng khám đó mà khiến tôi nhớ mãi là bệnh lậu thì chỉ cần rửa ráy sạch sẽ vệ sinh là có thể khỏi được. Cái lậu này các cô soi có thể, các cô soi thấy, lấm này các cô soi thấy, nhưng có thể lúc này bạn đi khám bạn thấy, nhưng đến hôm sau có thể bạn về vệ sinh rửa ráy có thể không thấy. Vâng, rõ ràng nếu như lậu mà chỉ rửa thôi là hết rồi, chắc chắn là sẽ chả có ai sợ những căn bệnh xã hội này nữa. Tuy nhiên ở đây lại có một nỗi lo mới, đấy là nếu như những người nhà của người thanh niên trong phóng sự vừa rồi mà biết thông tin này, thế rồi tin rằng những thông tin này là có thực, thì rõ ràng có thể ảnh hưởng đến cả hạnh phúc của gia đình đó. Vâng, rất có thể. Tuy nhiên thì tôi muốn nói thêm là cái việc bôi bệnh thực ra thì không phải bắt đầu từ khi lúc bệnh nhân đến khám đâu, mà còn diễn ra từ trước đó rồi. Khi mà hiện nay thì các cái phòng khám tư có rất nhiều những cái phương thức để tư vấn trực tuyến, như là tư vấn trên website, Facebook hay là Zalo. Như là trường hợp này chẳng hạn, là ngay từ lúc tư vấn trực tuyến thì các bác sĩ tư vấn thường đưa ra các cái từ dạng như là có thể, nguy cơ, hoặc là dọa rằng là nếu mà không điều trị sớm thì sẽ có thể gây biến chứng, và điều đó khiến cho những người bệnh cảm thấy rất là hoang mang, sợ hãi và phải đến khám ngay. Vâng, hoang mang sợ hãi là điều chúng ta có thể hiểu được. Tuy nhiên trước những tư vấn như vậy thì người bệnh có chút nào hoài nghi không ạ? Vâng anh, thực ra sức khỏe là cái điều mà quan trọng nhất rồi. Có một số người thì cũng tỏ ra nghi ngờ. Nhưng mà sau đó thì các cái phòng khám lại còn có một cái chiêu trò như thế này. Đó là khi lên bàn mổ rồi thì mới đẻ thêm thủ thuật và ngã giá. Sau khi thăm khám, anh Sơn được bác sĩ ở phòng khám đa khoa Đông Phương trên đường Quang Trung, quận Hà Đông chỉ định thực hiện duy nhất tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Thế nhưng đó là những gì diễn ra trước khi lên bàn mổ. Đang trong quá trình cắt thì bác sĩ bảo có viên nang, nếu không cắt thì sẽ gây vô sinh, gây nguy hiểm cho vấn đề sinh sản sau này. Những biến chứng mà chắc chắn chỉ nghe thôi, ai cũng phải sợ. Và 15 triệu đồng là mức giá được bác sĩ đưa ra trên bàn mổ mà bệnh nhân phải trả cho việc phẫu thuật 3 viên nang phát sinh đó. Lúc đầu thì cũng không đồng ý, nhưng mà sau một thời gian bác sĩ là cò kè mặc cả. Lúc đấy là cũng đang rất là đau mà cũng muốn kết thúc công việc ấy luôn, là đồng ý để có thể khâu luôn vết thương vào. Nghi ngờ bị mất tiền oan,
anh Sơn quay trở lại thắc mắc, nhưng không thể gặp được vị bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp phẫu thuật. May mắn là người hỗ trợ ca phẫu thuật hôm ấy cũng chẳng nói vòng vo. Em nói thẳng luôn, chi phí em thấy đắt thì bên này sẽ anh sẽ nói thêm luôn là kể cả là miễn phí cho em làm đang này. Thấy đắt thì miễn phí, vậy thì ca phẫu thuật khác gì một cuộc mua bán? Không đồng ý với lời đề nghị, người bệnh cần một lời lý giải về ba viên nang phát sinh trên bàn mổ, thì đây là câu trả lời. Cái này thì bác sĩ bảo là phải bóc ra thì kiểm tra mới biết được, lúc mổ ra mới biết, chứ còn nhìn bề ngoài thì không biết được. Cái bao quy đầu nó mỏng như kể là cái áo như thế này mà chẳng nhẽ anh lại không biết được cái nang ở đâu. Mà đến lúc mổ anh mới nói là cái nang, thì cái điều đó tôi thấy rằng là nó không có logic tí nào. Và cái điều đó là họ làm có thể có những yếu tố gì đó họ trục lợi hoặc có cái gì đó để hù dọa người bệnh. Việc làm giá trên bàn mổ cũng diễn ra tại phòng khám đa khoa Thành Đức trên đường Khuất Duy Tiến. Trao đổi với phóng viên, một số bệnh nhân cho biết khi đang thực hiện các tiểu phẫu như đốt sùi màu gà, cắt bao quy đầu thì bác sĩ sẽ chỉ định thêm hàng loạt tiểu phẫu khác. Như trường hợp thanh niên này, dù đã thanh toán chi phí cho cả gói cắt bao quy đầu, nhưng khi mổ, bất ngờ bác sĩ yêu cầu làm thêm tiểu phẫu chỉnh dây hãm với số tiền 2,5 triệu đồng. Mà nếu không làm, sau này sẽ đau đớn, có nguy cơ biến chứng vô sinh. Nếu như mà không kẹp được cái đấy xuống thì sẽ không thấy được là cái dây hãm nó dán hay dài nhé. Cái dây hãm nó thuộc về cái cấu trúc của bao quy đầu. Khi mà cắt bao quy đầu đồng nghĩa với việc rằng là anh phải có nghĩa vụ phải làm cho cái phanh hãm này nó tốt, chứ không có chuyện rằng là đang trên bàn mổ anh lại có thể là vẽ ra phẫu thuật thêm một cái dây hãm này. Cái việc mà làm giá với bệnh nhân như thế là vi phạm vào y đức rất là nhiều. Về nguyên tắc tài chính là phải có bộ phận tài chính làm riêng, người ta không liên, còn bộ phận chuyên môn là không nên liên quan đến tài chính và không nên làm như vậy. Những khoản phẫu thuật phát sinh này dù không ép buộc nhưng vì lo sợ, ít có bệnh nhân nào dám từ chối. Ít thì mất vài triệu, còn nhiều thì mất hàng chục triệu đồng mỗi khi bác sĩ trực tiếp làm giá trên bàn mổ như thế. Thưa quý vị, suốt từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất nhiều những dấu hiệu vi phạm của các phòng khám được phản ánh, nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn chưa nhắc tới vai trò của các cơ quan chức năng như là Sở Y tế Hà Nội hay là Phòng Y tế của các quận trong việc thanh tra giám sát hoạt động của các cơ sở này. Không biết là việc này thì đang diễn ra như thế nào? Vâng, đó cũng chính là điều mà tôi đang thắc mắc. Đã có rất nhiều nạn nhân kêu cứu, gửi đơn đến cả các cơ quan công an và y tế. Nhưng không hiểu vì sao thì các phòng khám đó thì vẫn cứ hoạt động bình thường. Chúng tôi sẽ làm việc với Sở Y tế Hà Nội để có cái câu trả lời sớm nhất. Nhưng cũng không cần phải chờ đợi đến khi mà làm việc với cơ quan chức năng đâu. Vì trong quá trình điều tra, thâm nhập thực tế thì chúng tôi đã phát hiện ra một sự thật khác nằm đằng sau một số những phòng khám tư nhân ở Hà Nội. Và đó là chuyện hành nghề chui của một số bác sĩ ở phòng khám tư. Trên giấy tờ, hồ sơ khám bệnh thì người phụ trách chuyên môn phòng khám là một bác sĩ Việt Nam. Nhưng theo chính tiết lộ người phụ trách chuyên môn ở đây, đứng đằng sau quản lý, điều hành phòng khám lại là một chủ đầu tư người nước ngoài. Họ bỏ tiền thuê mặt bằng, địa điểm, đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh và thuê cả đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trong nước làm việc. Chủ phòng khám này là người Trung Quốc hả bác? Nhà đầu tư Trung Quốc. Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy phòng khám này không nằm trong danh sách các phòng khám có nhân viên y tế quốc tịch nước ngoài khám chữa bệnh. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Thời điểm chúng tôi có mặt, thấy ít nhất một bác sĩ người nước ngoài tham gia thăm khám cho người bệnh. Còn theo người phụ trách chuyên môn, hiện có 3 bác sĩ Trung Quốc phụ trách chuyên khoa trực tiếp tham gia làm các thủ thuật. Nghĩa là những người này đang hành nghề chui tại đây. Thực ra cái đứng tên nó cũng mệt lắm. Chú rất lo về cái chuyện an toàn. Tuy rằng là mình nhắc nhở liên tục đấy là vấn đề an toàn, nhưng mà rất sợ. Nỗi lo sợ mất an toàn khi đứng tên pháp lý bất ngờ được người phụ trách chuyên môn buột miệng tiết lộ với chính người nhà bệnh nhân khi họ thắc mắc đã bị mất tiền oan khi thăm khám ở cơ sở này. Là về mặt người ta gọi là đạo đức nghề nghiệp mà thì các chủ cũng đã nói liên tục, tức là mình làm nào cho nó thật khách quan, thật trung thực như vậy, tránh tình trạng tức là anh không có mà là có, không phải hay có nhưng mà cũng có là những người khác là có. Đấy. Còn theo danh sách của Sở Y tế Hà Nội, tại phòng khám đa khoa Thành Đức có 3 bác sĩ Trung Quốc hành nghề, sẽ không có gì phải thắc mắc nếu như không xảy ra tình trạng tên phòng khám là Thành Đức nhưng trên phiếu thanh toán chủ tài khoản lại là phòng khám Thiên Tâm ở số 212 Nguyễn Lương Bằng. Sao đại lý lại phòng khám Thiên Tâm? Cái này của em là công ty em tên là Thiên Tâm ạ. Ngày xưa là công ty em ở đấy ạ, địa chỉ chính ạ, trụ sở chính ạ.
Trong khoảng 2 năm trước, chính phòng khám đa khoa Thiên Tâm đã 5 lần 7 lượt bị Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động, xử phạt về hàng loạt sai phạm trong quá trình khám chữa bệnh. Đặc biệt, những dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền, chẩn đoán sai lệch bệnh của phòng khám này cũng đã bị phóng viên phanh phui phản ánh. Sau khi chuyển địa điểm sang số 5 Khuất Duy Tiến, đổi tên thành phòng khám đa khoa Thành Đức, việc khám bệnh lại diễn ra bình thường. Chỉ khác là nơi điều trị bệnh nhân từ tầng 6 trở lên giờ gần như là khu cách ly, thì người nhà không được phép có mặt. Thang máy thì phải có thẻ nhân viên, còn cầu thang bộ thì bị chặn đứng bằng cửa khóa kiên cố như thế này.